Tiếng Anh lớp 2 Island Smart Start Student Books sách bài học. Cô chào các bạn nha. Hello everyone. Các bạn mở sách trang số 14. Unit 1 bài 1 Feelings cảm xúc. Lesson 3 bài học số 3 Language ngôn ngữ. Scared sợ hãi. Bored chán nản buồn chán. Hungry đói bụng. Thirsty khát nước. Mình thì khát nước. What's your name? Tên của bạn là gì? My name's Vinh. Tên của tôi là Vinh. Okay, listen and point. Nghe và chỉ tay. Repeat, đọc theo. Bây giờ các bạn nghe chỉ tay đọc theo các cái hình này nha. Unit 1 Feelings. Lesson 3. A. Listen and point. Repeat. 1. Scared. 2. Bored. 3. Hungry. 4. Thirsty. Ok, bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc lại mỗi từ 3 lần cho nhớ chữ nhé. Scared. Xì nhẹ trước khi đọc và có chữ the ở cuối câu. Scared. Và có chữ r, các bạn nhớ cong lưỡi lên. Scared. Bored. Có chữ the. Bò có chữ the. Bored. Bored. Các bạn có chữ R cong lưỡi lên. Bored. Số 3. Hungry. Các bạn nhớ chữ U mình đọc là ơ. Hungry. 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 Thirsty. Thirsty. Chữ thở các bạn đưa lưỡi ra và cong lưỡi lên xì nhẹ. Thirsty. Khát nước. Scared là sợ hãi. Bored, chán. Hungry, đói bụng. Thirsty, khát nước. Ok, cô đố các bạn. Scared. Bored. Hungry. Thirsty. Ok, các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chơi game nè. Bạn này, đói bụng. Hungry. Yes, you're right. Bạn đúng rồi. Next question, chúng ta làm câu hỏi tiếp theo. Bạn này chán. Bored. You're right. Các bạn nhớ chữ bored ở trong game không? Thiếu một cái chữ giờ ở đằng cuối nha. Các bạn đọc lại. Bored. Ok. Scared. Thirsty. Ok, you're right. Và bài tập của chúng ta đã xong rồi. Ok, chúng ta qua phần B. Listen and point. Nghe và chỉ tay. Bây giờ các bạn nghe nhé. B. 1. Listen and point. Here are photos of my friends. 1. Long's bored. 2. Knee's thirsty. 3. V's scared. 4. Trang's hungry. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng luyện đọc nha. Here are photos of my friends. Here are photos of my friends. Here are photos of my friends. Đây là những tấm hình của những người bạn của tôi. Long's bored. Có chữ sợ các bạn phải xì nha.
Long sport, long sport. Long thì chán nản, long thì buồn chán ha. Nhi thirsty, nhi thirsty, nhi thirsty, nhi, nhi thirsty, nhi thì khát nước. V's scared, V's scared, V's scared, V's scared. Có hai chữ xì ở đây cho nên cô xì nhẹ ha. V's scared, V thì sợ hãi. Trang's hungry, Trang's hungry, Trang's hungry. Trang thì đói bụng. Ok. Bây giờ chúng ta qua phần số 2. Listen and repeat. Nghe và đọc theo. B 2. Listen and repeat. Min's thirsty. Các bạn vừa nghe được câu gì? Min's thirsty. Min's thirsty. Min's thirsty. Min thì khát nước. Chúng ta qua phần C. Play the pretend game. Chơi trò chơi giả bộ nha. Bạn Tom, bạn trợ mắt lên này. Xong rồi, xin sao cái tay bạn để ở đây này. Các bạn quan sát kỹ nha. Để cho bụng này. Tức là bạn đang nói là diễn tả tôi đói bụng á ha. Rồi một bạn giơ tay lên. Bạn nói Tom's bored. Tom đói bụng phải không? Cái bạn nói Tom bored, Tom chán phải không? No, tôi không chán. Vậy bạn bên bạn gái bạn nói Tom's hungry. Tom đói bụng hả? Yes, chính xác. Ok, đó ta gọi là trò chơi pretend. Các bạn phải tập làm cái động tác. Ví dụ cô làm cái này thì các bạn nói là Miss Dance bored. Ok. Rồi cô nói Miss Dance hungry. Đó, các bạn muốn làm động tác gì để cho người khác hiểu ha. Một người đứng lên giả vờ làm cái gì đó, pretend. Ta gọi là pretend là giả vờ. Giả vờ làm cái gì đó, động tác để cho người, mọi người hiểu. Miss Dance thirsty. Ok. Đó, ở trên trường thì các bạn sẽ được chơi game này ha. Chúng ta qua phần D. Listen and read. Nghe và đọc. D 1. Listen and read. Hello, what's your name? My name's Lynn. Nice to meet you. What's your name? Nice to meet you too. My name's Vin. What's your name? My name's Bobby. Nice to meet you, Lynn. Ok, các bạn thấy các bạn đọc nhanh không? Các bạn trong máy đọc nhanh lắm, các bạn phải luyện đọc nhanh lên nha. Rồi, học thuộc cho cô mẫu câu. What's your name? What's your name? What's, các bạn xì nhẹ ra, what's your name? Tên của bạn là gì? My name's Linh. My name's Linh. Tên của tôi là Linh. Các bạn xuống bức tranh dưới. What's your name? What's your name? Tên của bạn là gì? My name's Vinh. My name's Vinh. What's your name? What's your name? Tên của bạn là gì? My name's Bobby. My name's Bobby. Tên của tôi là Bobby. Ok, các bạn nhớ học thuộc cho cô cái mẫu câu What's your name nha. Còn cái câu nice to meet you là rất vui được gặp bạn, thì bạn khác trả lời lại là nice to meet you too, cũng rất vui được gặp bạn. Rồi, qua câu số 2 chúng ta sẽ luyện đọc cái mẫu câu này ha. D 2. Listen and repeat. What's your name? My name's Vin. Okay, listen and repeat. Nghe và đọc theo. What's your name? What's your name? Tên của bạn là gì? My name's Vin. My name's Vin. Tên của tôi là Vin. Các bạn nhớ luyện viết cho cô một cái câu này nha. Về hỏi tên. Rồi, cô E, play the chain game. Chúng ta hãy chơi trò chơi mắt xích, nối mắt xích lại với nhau. Ok, chơi làm sao đây? Bạn Tom là bạn đầu tiên hỏi What's your name? Tên của bạn là gì? Bạn kế bên nói My name's Mai. Tên của tôi là Mai. Thì bạn Mai lại quay sang hỏi bạn bên cạnh tóc vàng What's your name? Tên của bạn là gì? Bạn trả lời My name's Bill. Tên của tôi là Bill.
Tương tự, bạn Bill trả lời xong quay sang hỏi bạn áo đỏ, What's your name? Tên bạn là gì? My name, tên bạn đó là gì? Nói ra. Xong bạn áo đỏ lại quay sang bạn cái áo màu hồng nè, What's your name? Tên bạn là gì? My name, bạn ấy tự trả lời tên gì. Xong rồi cái bạn áo màu hồng này hỏi lại bạn Tom áo màu xanh bên đây, What's your name? My name, đó, tự trả lời tên ra, ok. Bây giờ cô hỏi các bạn xem các bạn có trả lời được không nào? Hello, what's your name? My name, ok, các bạn tên gì nói ra, ok. Bây giờ các bạn hỏi lại cô đi. Hello, what's your name? Ok, my name's Dan. Rồi, bài học tới đây là xong. Các bạn đừng quên luyện tập viết bốn cái từ vựng ở đây, gọi là tính từ chỉ cảm xúc. À, khi mà mình có cảm xúc gì thì mình thể hiện trên khuôn mặt của mình cho người khác biết. Ok, rồi sau đó mình luyện viết và đọc mẫu câu, hỏi tên, What's your name? Tên của bạn là gì? My name, tên của tôi là gì đó, viết ra, ok. Đó, bài học của chúng ta có nhiều đó thôi. Rồi, cô chú các bạn học giỏi nha. Thank you and goodbye. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh cô nha. Rồi, nhớ nhấn like để có video mới thì các bạn sẽ cập nhật kịp thời. Ok.